Cô chào các em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Cô giới thiệu, cô tên là Lê Như Huyên. Cô sẽ phụ trách dạy môn công nghệ lớp 6 cho các em. Chương trình công nghệ 6 thì gồm có 4 chương. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chương thứ nhất là chương nhà ở và bài 1 nhà ở đối với con người. Bài này chúng ta sẽ học trong vòng 2 tiết. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 1 là phần 1 và phần 2 nhỏ. Đây là một cái căn nhà ở. Mục tiêu của bài này là nêu được vai trò chung của nhà ở, nêu được một số nhà ở đặc trưng của Việt Nam, kể tên được một số vật liệu xây nhà, mô tả được các bước để xây nhà. Rồi, đây là cô giới thiệu cho các con xem một số loại nhà ở. Rồi, đây là có nhà ở ba gian truyền thống. Nhà này thường ở nông thôn, thì con thấy là nhà được lợp bằng mái ngói. Nhà được lợp bằng mái ngói, cột và thân nhà thường là bằng gỗ. Nhà có một cái gian chính ở giữa lớn và hai gian phụ hai bên. Rồi, đây là nhà sàn. Nhà này thường được xây ở miền núi, cũng thường là ta làm những cái vật liệu chính để xây nhà thường là bằng gỗ. Ngày xưa người ta xây cao như thế này, có cái sàn cao như thế này để tránh cú dữ. Và đây là nhà bè, là nhà trên những cái bè ở dưới lòng bè đó, người ta sẽ nuôi cá ở dưới. Ở đây đây là các vật liệu để xây nhà bè này thường là bằng tôn, bằng thiết, nhôm, vân vân. Nhà này thì thường ở trên vùng sông nước. Tiếp theo đây là một số nhà hiện tại ở thành phố. Mình có nhà chung cư. Người ta xây theo từng lớp. Và những người ở trong căn hộ, những cái căn hộ ở trong đây thường là ta ở, người ta sẽ có những cái khu vực sinh hoạt chung, ví dụ như là chỗ đậu xe, rồi chỗ sinh hoạt thể dục, tập thể dục, hoặc là hồ bơi, hoặc là những cái lối đi chung, những cái hành lang chung, đi thang máy chung. Và đây là nhà ở độc lập. Nhà ở độc lập mà nhà này là dạng nhà có sân vườn, ví dụ như biệt thự. Đây cũng là nhà ở thành phố, khu vực thành phố. Và đây là nhà liền kề, có nghĩa là ta xây nhà có cấu trúc giống nhau và xây sát vào nhau, gọi là nhà liền kề. Tất cả ba cái loại nhà này đều được xây bằng bê tông cốt thép hết nha các con. Rồi chúng ta tìm hiểu phần 1 nhỏ là vai trò của nhà ở. Rồi, các con chuẩn bị tập vở xong chưa? Nhờ chúng ta quan sát hình nha. Cô ở đây cô có 4 cái hình. Hình A, hình B, hình C và hình D. Là mô tả những hiện tượng gì bên ngoài, các con quan sát hình đây nè. Coi là người ta mô tả hiện tượng gì bên ngoài nhé. Ở cái hình A thì con thấy là mặt trời chiếu nắng nóng nè. Rồi sang tới hình B là mưa. Rồi sang tới cái hình C là mưa to, sấm chớp, giông gió vân vân. Rồi qua tới hình D. Hình D là tuyết rơi thì người ta rất là lạnh. Như vậy thì nhà ở giúp ích gì cho con người khi xảy ra những hiện tượng thiên nhiên như trên? Ta thấy là nếu như chúng ta được ở trong ngôi nhà thì chúng ta sẽ không bị nắng nóng, không bị mưa ướt, không bị giông gió sấm chớp gây nguy hiểm, không bị tuyết rơi lạnh lẽo. Như vậy nhà ở giúp bảo vệ cho chúng ta tránh những cái hiện tượng tượng như trên của thiên nhiên. Rồi chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp theo. Bây giờ đây là những cái vai trò nhà ở, nó có những vai trò gì nè. Chúng ta hãy kể, các con hãy kể cho cô nghe về những hoạt động thiết yếu thường ngày trong gia đình của mình. Gồm có những hoạt động gì? Còn quan sát hình A, B, C, D
diễn ra trong khu vực nào trong ngôi nhà? À, các con thấy hình A. Hình A là cái cô bé này đang ngồi học. Thì như vậy diễn ra trong khu vực nào? Ngồi học thì ở trong góc học tập hoặc là trong phòng học tập. Ở phòng học tập thì nếu mà nhà rộng rãi thì người ta có phòng học riêng, còn nếu nhà không có rộng thì người ta có thể kết hợp cái phòng học trong cái khu vực phòng ngủ, phòng nghỉ. Rồi đây là các hoạt động ăn uống, cái khu vực trong khu vực ăn uống, nhà ăn, phòng ăn. Rồi đây là khu vực ngủ nghỉ, và các hoạt động ngủ nghỉ thì cần ở trong chỗ yên tĩnh, kín đáo, vân vân. À, tại vì sau khi mà mình lao động mệt mỏi rồi cần nghỉ ngơi thì phải yên tĩnh, kín đáo thì chúng ta mới ngủ ngon, và chúng ta sẽ có bù đủ cái năng lượng để cho những cái giờ làm việc sau đó. Đây là nơi sinh hoạt chung, chúng ta có thể xem tivi, giải trí, vân vân. Rồi tóm lại, vai trò của nhà ở. Nhà ở là nơi trú ngụ của con người, bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, của môi trường. Nhà ở là nơi đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trong gia đình như ăn uống, vệ sinh, nghỉ ngơi, làm việc, học tập, vui chơi, giải trí, vân vân. À, bây giờ các con sẽ chép phần này vào vở. À, các con thấy khi nào mà thấy có cái biểu tượng này thì các con sẽ ghi bài vào vở nha. Ghi phần nội dung bài vào vở. Thank you.
Rồi bây giờ bạn nào mà chưa chép kịp bài thì có thể chụp cái màn hình lại để chép lại. À, vì hiện nay chương trình lớp 6 chúng ta có một số bạn là chưa mua được sách giáo khoa. Ha. Thì các con chụp lại màn hình để chép bài tiếp nếu chép chưa kịp. Rồi chúng ta sang phần kế tiếp. Đấy, chúng ta sang phần 2 là tìm hiểu về đặc điểm chung của nhà ở. Ở phần này thì chúng ta tìm hiểu gì nào? Tìm hiểu phần đầu tiên là tìm hiểu cấu tạo chung của nhà ở. Cấu tạo chung của nhà ở thì là các con quan sát coi nhà ở mình gồm có mấy phần. Phần nào của ngôi nhà thì nằm dưới lòng đất? Rồi phần thân nhà có những cái bộ phận nào? Rồi bộ phận nào che chở cho ngôi nhà? À, các con quan sát hình nha. Hình 1.3 sách giáo khoa cấu tạo chung của nhà ở. Như vậy là nhà ở chúng ta gồm có 3 phần. Chúng ta lần lượt tìm hiểu các phần nha. Tìm hiểu phần thứ nhất là phần móng nhà. Tìm hiểu thứ nhất là phần móng nhà. Phần móng nhà đây là phần nằm dưới lòng đất. À, nó chịu chống đỡ cho toàn bộ phần bên trên của ngôi nhà. À, bây giờ các con quan sát cái phần móng nhà hiện giờ người ta xây như thế nào. Đây, đây là phần móng nhà của một cái nhà được xây bằng bê tông cốt thép. Thì con thấy người ta đào một cái hố sâu và người ta cho sắt thép, những cái lưới sắt thép vào và đổ những cái cây sắt thép để đổ cột, người ta đổ cái bê tông vào, ta đổ, ta trộn cái bê tông vào, ta đổ vào trong kèm trong cái sắt thép này, đây là bê tông người ta đổ vào kèm vào trong cái sắt thép để tạo nên những cái móng nhà. Rồi đây là cái phần mà sắt thép cơ lên trên để làm thành cái cột nhà đó các con. Đây chúng ta quan sát ha, cái này là người ta đào sâu dưới lòng đất, tùy theo cái độ lớn của căn nhà, người ta có thể xây cái đặt sâu dưới lòng đất là 1 mét mấy hoặc là hơn, rồi người ta đào rộng ra vuông vức. Đây, con thấy là người ta xây này để người ta làm những cái đặt những cái thép vào để người ta làm những cái trụ như cái cột trên cái căn nhà. Đây là phần móng, phần này rất là quan trọng, phải cứng chắc vững để chịu chống đỡ cho cái phần bên trên của cái ngôi nhà. Rồi chúng ta tìm hiểu tiếp. Rồi đây bây giờ thì chúng ta tìm hiểu cái phần thân nhà. Thân nhà gồm có sàn nhà, cột nhà và đây là cái dầm hoặc là người ta gọi là đà ngang. Rồi có vách tường. Đây là phần thân nhà. Bây giờ cô sẽ cho các con quan sát một cái nhà thực tế. Đây, cái nhà chúng ta thì đây là phần thân nhà. Thì ở đây chúng ta có cái sàn nhà. Sàn nhà rồi có cột. Cột nhà. Ở đây là cái sàn của cái tầng một tầng. Xong rồi chúng ta có những cái dầm nhà. Dầm nhà hay người ta còn gọi là cái đà ngang ở đây. Còn phần trên này là có cột, có vách tường, có thiết kế những cái cửa sổ, những cái họa tiết của cái ngôi nhà. Thì tất cả những cái phần từ sàn nhà đến đây gọi là phần thân nhà. Rồi thì cái bộ phận nào che chở với ngôi nhà, đó là phần mái nhà.
Thì mái nhà thì các con thấy đây là có dạng nhà mái lợp ngói, thì người ta xây cái dạng mái như thế này. Còn đây là một cái dạng nhà nhà bê tông cốt thép, thì có khi người ta xây cái mái theo hình thức này. Rồi tóm lại đặc điểm chung của cái ngôi nhà về phần cấu tạo chung của nhà ở thì cô nhắc lại là gồm có 3 phần: phần móng nhà, phần thân nhà và phần mái nhà. Phần móng nhà là được nằm ở dưới lòng đất. Phần móng nhà được nằm ở dưới lòng đất là chịu chống đỡ cho toàn bộ phần bên trên của ngôi nhà. Còn cái phần thân nhà thì có sàn nhà, có cột, có dầm, có vách tường. Rồi cuối cùng là phần mái nhà, là phần che chở cho ngôi nhà, là phần mái nhà. Rồi chúng ta tìm hiểu sang khu vực chính trong nhà ở. Thì bây giờ chúng ta thấy là các khu vực chính trong nhà ở chúng ta thì gồm có những khu vực nào nè. Các con quan sát cái hình 1.4 sơ đồ của khu vực chính trong nhà ở chúng ta. Thì chúng ta thấy là có vào nhà là chúng ta thấy có một cái không gian tiếp khách hoặc là nơi sinh hoạt chung rộng thoáng. Rồi kế tới là chúng ta có phòng ngủ. Phòng ngủ này thì các con chú ý là có thể kết hợp với lại cái góc học tập, góc làm việc ở trong phòng ngủ này cũng được. Nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ làm phòng riêng. Rồi khu vực gì? Đó, khu vực ăn uống. Khu vực ăn uống thì gần cái chỗ không gian bếp để dễ dọn trình bày lên và thu dọn sau khi mình ăn. Và khu vực nhà vệ sinh. Như vậy đó là các cái khu vực chính trong cái ngôi nhà mà cô vừa giới thiệu cho các con xem. Ở các hoạt động thường ngày của gia đình được thực hiện ở những khu vực nào trong ngôi nhà? À, các con quan sát đi nha. Đây, đây là một cái hình có những cái khu vực chính trong một cái ngôi nhà của chúng ta. Đây, cô hướng dẫn khu vực đầu tiên chúng ta thấy là khu vực phòng khách hoặc là cái nơi sinh hoạt chung. Nơi này thường là thoáng, rộng, đẹp, dùng để tiếp khách hoặc là gia đình sum họp với nhau ở nơi này. Rồi người ta có thể kết hợp đóng những cái kệ để nơi thờ cúng ở trên đây, kết hợp chung nơi thờ cúng ở trong cái phòng khách này. Kế tiếp là chúng ta có một cái phòng, cái khu vực chính nữa là ngủ nghỉ. Thì cái phòng ngủ nghỉ chúng ta thì có giường, có tủ quần áo, tủ trang điểm, và có thể người ta kết hợp cái góc học tập này ở trong cái phòng ngủ. Nếu nhà không có điều kiện thì nó có thể kết hợp là cái góc học tập làm việc ở trong cái phòng ngủ này. Còn nếu nhà có điều kiện thì người ta có thể làm một cái phòng riêng riêng biệt để cho dễ dàng học tập và làm việc. Rồi kế tiếp là cái khu vực bếp. Thì các con thấy rằng là cái khu vực bếp này là được làm rất là rộng rãi, thoáng, sáng sủa, sạch sẽ. Bởi vì nếu mà chúng ta không sạch sẽ thì những cái bàn ăn này, chúng ta để thức ăn lên để chúng ta nấu nướng thì sẽ gây không có an toàn thực phẩm. Do đó là bếp là phải rộng, sáng sủa, sạch sẽ. Và quan trọng nữa là có nguồn cung cấp nước và nguồn và nơi thoát nước để chúng ta dễ dàng sử dụng trong cái việc nấu nướng. Và thường là nếu mà những cái khu vực bếp mà có điều kiện rộng rãi thì người ta để kết hợp giữa bàn ăn ở trong khu vực bếp luôn, để chúng ta tiện cái việc mà trình bày dọn cái mâm bàn ăn và thu dọn sau khi mà chúng ta kết thúc cái bữa ăn. Và sau cùng là mỗi khu vực không kém phần quan trọng,
đó là khu vệ sinh. Sau khi chúng ta học tập, làm việc mệt mỏi thì chúng ta cần phải tắm giặt để cho tinh thần được thoải mái. Đó là cái khu vệ sinh. Đây là các khu vực chính trong cái ngôi nhà ở của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu tiếp. Như vậy, tóm lại là ở cái phần đặc điểm chung của nhà ở thì có hai phần. Phần 2.1 là cấu tạo chung của nhà ở. Là nhà ở thường có cấu tạo bởi ba cái phần chính. Phần móng nhà nằm sâu dưới mặt đất, có nhiệm vụ chống đỡ các phần bên trên của ngôi nhà. Phần thân nhà gồm các bộ phận nằm trên mặt đất, tạo nên kiến trúc của ngôi nhà như cột nhà, tường nhà, sàn gác, dầm nhà, vân vân. Phần mái nhà là phần trên cùng của ngôi nhà, che phủ và bảo vệ các bộ phận bên dưới. Rồi phần 2.2 là các khu vực chính trong nhà ở. Mỗi cái ngôi nhà thường có các khu vực chính như nơi tiếp khách, nơi sinh hoạt chung, nơi học tập, nơi nghỉ ngơi, nơi nấu ăn, nơi tắm giặt, nơi vệ sinh, vân vân. Bây giờ con nhìn thấy cái biểu tượng này, con có biết là mình phải làm gì không nào? Là mình phải ghi bài. Vì là hiện nay là sách giáo khoa chưa có đầy đủ nên chúng ta phải ghi bài cho đầy đủ nha các con. Và bây giờ các con sẽ ghi bài đến khi nào mà chấm dứt tiếng nhạc thì chúng ta sẽ hoàn tất cái phần ghi bài của mình nha. Học xong hai phần 2.1 và 2.2 thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ nắm được là các cấu tạo chung của ngôi nhà ha. Ngôi nhà gồm có ba phần.
phần móng nhà, thân nhà và phần mái nhà. Và các khu vực chính trong nhà là nơi tiếp khách, nơi sinh hoạt chung, nơi học tập, nơi nghỉ ngơi, nơi nấu ăn, nơi tắm giặt, nơi vệ sinh, ha, vân vân. Bây giờ các con, phần ghi bài của chúng ta đến đây là xong cái phần ghi bài, nhưng mà có một số bạn nếu mà chúng ta ghi không kịp thì chúng ta có thể chụp lại cái màn hình để chúng ta ghi tiếp. Bởi vì hiện nay là chúng ta sách giáo khoa chúng ta của lớp 6 chúng ta có nhiều em cũng chưa có đầy đủ. Cô xem phần kế tiếp. Rồi chúng ta tiếp đến là phần luyện tập. Thì ở đây cô có hai cái câu hỏi đặt ra cho tụi con. Thứ nhất là hãy cho cô biết là nhà ở thường cấu tạo bởi mấy phần chính và kể tên. Phần nào của ngôi nhà nằm dưới lòng đất? Rồi các con quan sát hình 1.3, cấu tạo chung của nhà ở. Mình xem coi nhà mình gồm có mấy phần. Rồi đây, các con quan sát ngôi nhà mình gồm có mấy phần. Gồm có. Rồi, nhà mình gồm có 3 phần chính nha các con. Phần thứ nhất là phần móng nhà. Phần thứ hai là phần thân nhà. Và phần thứ ba là phần mái nhà. Đây, đây là phần móng nhà. Phần này được nằm dưới lòng đất. Phần móng nhà sẽ chịu chống đỡ cho những cái phần trên của ngôi nhà. Đó là phần thân nhà và phần mái nhà. Đây, chỉ có duy nhất là phần móng nhà nằm dưới lòng đất nha các con. Còn phần thân nhà và mái nhà thì nằm trên mặt đất. Rồi bây giờ các con nhớ lại cái bài học của mình và các cho con làm bài tập này cho cô nha. Là cô có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là các con hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của mình, của gia đình mình. À, khu vực chính mình có những khu vực gì nè? Khu vực ăn uống, ngủ nghỉ, học tập, làm việc, vui chơi, giải trí, sinh hoạt chung, vân vân. Đó, thì các con mô tả từng cái khu vực trong cái ngôi nhà của hiện tại của các con ở nhà ha. Rồi còn câu số 2 là trong ngôi nhà của em, cái góc học tập được kết hợp trong khu vực nào? Nhớ lại trong bài coi, hay là đặc điểm của mình, cái nhà mình là cái góc học tập mình được kết hợp ở đâu, hay là được có một cái phòng riêng, nó có điều kiện có phòng riêng hoặc là kết hợp trong cái khu vực nào, thì các em hãy ghi ra làm bài. Rồi còn đây là cái phần hướng dẫn về nhà để chuẩn bị cho tiết sau chúng ta học tập được tốt hơn. Tiết sau thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần kế tiếp của cái bài 1. Thì đầu tiên là các con đi về nhà để các con phải học bài, làm bài tập vận dụng vừa nãy, với lại là xem trước chuẩn bị phần 3, phần 4 của bài 1. Như vậy là qua cái bài này thì các con hiểu bài và làm bài tốt ha. Rồi bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào các con.